Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên, đến nay trên địa bàn huyện Văn Giang có 6 sản phẩm được xếp hạng, công nhận, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 4 sản phẩm đạt 4 sao gồm mật ong, sữa ong chúa của công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Xanh Vị ở xã Mễ Sở và sản phẩm khô gà, khô heo của công ty cổ phần T39 Việt Nam ở xã Liên Nghĩa. 2 sản phẩm đạt 3 sao là sản phẩm phấn hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong Xanh Vị và sản phẩm muối vừng của công ty cổ phần T39 Việt Nam. Để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua, huyện chỉ đạo tập trung hoạt động xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu có tiềm năng phát triển trở thành sản phẩm OCOP tại các hội chợ, hội thảo trong và ngoài tỉnh. Hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể sản xuất kinh doanh, quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ, tìm kiếm nhà phân phối, mở rộng thị trường. Huyện phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành xây dựng thêm 4 sản phẩm OCOP.